Ông Nguyễn Thanh Lâm, sinh năm 1972, quê Hà Nội. Ông tốt nghiệp khoa Pháp, Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Nguyễn Thanh Lâm là một chính trị gia và nhà quản lý nổi bật tại Việt Nam. Ông đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền và ngành truyền thông, bao gồm cả vai trò Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông của một số tỉnh, cũng như trong các tổ chức truyền thông quốc gia. Cụ thể, ông từng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí và giữ các chức vụ biên tập viên tiếng Pháp của Đài truyền hình Việt Nam, sau đó làm lãnh đạo Ban Thời sự VTV, Giám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và quản lý, ông Nguyễn Thanh Lâm đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành truyền thông Việt Nam, đặc biệt là trong việc cải cách và hiện đại hóa các phương tiện truyền thông. Ngày 10 tháng 9 năm 2022, ông Lâm được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Về quá trình học tập và sự nghiệp ban đầu, ông Nguyễn Thanh Lâm đã có nền tảng học vấn vững chắc, tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Sau khi ra trường, ông nhanh chóng tham gia vào lĩnh vực truyền thông, nơi ông nhận thấy tiềm năng lớn trong việc phát triển ngành này tại Việt Nam. Về tài, lãnh đạo và quản lý, ông đã từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông quan trọng. Tại những vị trí này, ông đã áp dụng nhiều phương pháp quản lý hiện đại, thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong công việc của các cơ quan truyền thông. Về đổi mới công nghệ, ông Nguyễn Thanh Lâm nổi bật với những sáng kiến trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào truyền thông. Ông đã khuyến khích các cơ quan truyền thông chuyển mình sang môi trường số, đẩy mạnh việc sử dụng các nền tảng truyền thông mới như mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến. Cụ thể như ứng dụng công nghệ thông tin, ông đã thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong hoạt động truyền thông. Điều này bao gồm việc phát triển các trang web, ứng dụng di động và các nền tảng truyền thông xã hội để tiếp cận và tương tác với độc giả. Phát triển nội dung số, ông chú trọng vào việc sản xuất nội dung chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và sở thích của công chúng. Các nội dung này không chỉ bao gồm tin tức mà còn cả các chương trình giải trí, giáo dục và tài liệu nghiên cứu. Đổi mới quy trình làm việc, ông đã thực hiện cải cách quy trình làm việc trong các cơ quan truyền thông, khuyến khích sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Việc áp dụng các công cụ quản lý hiện đại cũng giúp tăng cường sự linh hoạt và nhanh nhạy trong việc phản ứng với các sự kiện. Về chính sách và quy định, trong vai trò lãnh đạo, ông đã tham gia vào việc xây dựng và cải cách các chính sách liên quan đến truyền thông nhằm đảm bảo rằng ngành này phát triển một cách bền vững và đáp ứng được nhu cầu thông tin của công chúng. Về đào tạo và phát triển, ông Nguyễn Thanh Lâm đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực trong ngành truyền thông. Ông đã thiết lập các chương trình đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ các nhà báo và nhân viên truyền thông, nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Trong đó, ông đã khởi xướng nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho các nhà báo và nhân viên truyền thông, nhằm nâng cao kỹ năng viết, biên tập và sử dụng công nghệ mới. Điều này giúp đội ngũ làm việc trong ngành truyền thông bắt kịp với xu hướng toàn cầu. Ông đã khuyến khích các cơ quan truyền thông áp dụng tư duy sáng tạo trong sản xuất nội dung. Các cuộc thi, chương trình khuyến khích sáng tạo và ý tưởng mới đã được tổ chức để phát hiện và phát triển những nhân tài trong lĩnh vực này. Về hợp tác quốc tế, ông cũng đã thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác với các tổ chức truyền thông quốc tế, qua đó học hỏi và áp dụng các mô hình tiên tiến từ nước ngoài. Những cuộc hội thảo, diễn đàn quốc tế đã giúp giới thiệu những xu hướng mới và công nghệ hiện đại vào ngành truyền thông Việt Nam. Hay thúc đẩy việc học hỏi từ các mô hình thành công trên thế giới và áp dụng vào thực tiễn Việt Nam. Về tăng cường quản lý thông tin, ông cũng đã chú trọng đến việc xây dựng các chính sách quản lý thông tin rõ ràng và minh bạch, giúp cải thiện quy trình phát hành thông tin và đảm bảo rằng các cơ quan truyền thông hoạt động theo các tiêu chuẩn cao nhất. Những bước đi này không chỉ giúp hiện đại hóa ngành truyền thông mà còn góp phần tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng.
Ngoài các hoạt động chuyên môn, ông Nguyễn Thanh Lâm cũng tham gia vào các hoạt động xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của truyền thông trong việc xây dựng một xã hội thông tin hiện đại. Dưới sự lãnh đạo của ông, nhiều dự án truyền thông đã thành công, tạo ra những tác động tích cực đến cộng đồng và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Lâm cũng không ngừng thúc đẩy văn hóa truyền thông. Ông Nguyễn Thanh Lâm đã tích cực tham gia vào việc xây dựng văn hóa truyền thông lành mạnh tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp trong ngành báo chí, kêu gọi các nhà báo tuân thủ nguyên tắc trung thực và khách quan. Tham gia các hội thảo chuyên đề, ông đã tham gia và tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm về các vấn đề nóng trong lĩnh vực truyền thông. Những sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của giới chuyên môn, mà còn tạo ra những cuộc thảo luận sâu sắc về tương lai của truyền thông ở Việt Nam. Phát triển nội dung số. Ông đã đẩy mạnh phát triển nội dung số, đưa ra các chiến lược mới cho các cơ quan truyền thông nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và tương tác với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Về cuộc sống gia đình, ông Nguyễn Thanh Lâm sống trong một gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Gia đình ông luôn ủng hộ những nỗ lực và cống hiến của ông trong công việc. Ông có một người vợ đảm đang cùng nhau nuôi dạy các con với những giá trị tốt đẹp về tri thức và nhân cách. Ông luôn dành thời gian cho gia đình, coi đó là nguồn động lực quan trọng giúp ông vượt qua những thách thức trong công việc. Ông cũng rất coi trọng giáo dục, thường xuyên khuyến khích con cái học tập và rèn luyện bản thân. Ông cũng thường chia sẻ những kinh nghiệm từ công việc để con cái có cái nhìn sâu sắc về thế giới truyền thông và xã hội. Ngoài công việc, ông thích đọc sách, tham gia các hoạt động văn hóa và thể thao. Điều này không chỉ giúp ông thư giãn, mà còn tăng cường sự gắn kết với gia đình. Tầm ảnh hưởng của ông Nguyễn Thanh Lâm cho thấy, ông không chỉ là một nhà quản lý truyền thông xuất sắc, mà còn là một hình mẫu cho các thế hệ trẻ. Những thành tựu và cách sống của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều người trong lĩnh vực truyền thông, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Ông thường chia sẻ rằng, thành công không chỉ nằm ở vị trí mà mình đạt được, mà còn ở những giá trị mà mình tạo ra cho cộng đồng và gia đình. Mới nhất, ngày 1 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định 1311 về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Theo quyết định, thời hạn bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm là 5 năm. Ông Lâm sẽ tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc VTV từ người tiền nhiệm Lê Ngọc Quang từ ngày 1 tháng 11. Trước đó, ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Đài Truyền hình Việt Nam VTV là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài truyền hình quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình và các loại hình báo chí, truyền thông. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc VTV do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đài Truyền hình Việt Nam. Các Phó Tổng Giám đốc giúp việc Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công. Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc. Trên đây là thông tin về ông Nguyễn Thanh Lâm mà kênh Tiểu sử Ngôi sao đã tổng hợp được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like, chia sẻ, đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và đừng quên để lại bình luận về những người mà các bạn muốn chúng tôi lên video. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn cho chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.